Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Sway, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Không cần phải nói thì chắc là anh em ở đây đều biết là xe tăng lợi hại như thế nào. Chỉ cần vài ba chiếc xe tăng thôi cũng có thể khiến cục diện một trận đánh thay đổi. Việt Nam ta cũng như bao nước khác rất ưa chuộng những cỗ xe uy lực này. Nhưng xe tăng lành lặn đánh trận thì là chuyện quá bình thường. Nhưng mà anh em đã từng thấy trường hợp là dùng xe tăng hỏng để dọa địch mà khiến địch dè chừng không dám làm gì chưa? Tác giả của câu chuyện thật như đùa này chính là bộ đội Việt Nam ta. Sự tích dùng xe tăng hỏng đánh địch cụ thể như thế nào? Vì đâu mà bộ đội ta lại nghĩ ra chiêu độc đến vậy? Mời anh em xem video ngày hôm nay sẽ rõ. Thời điểm đầu năm 1975, nhận thấy giờ vàng đã điểm, thời cơ giải phóng miền Nam đã tới. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương họp, hạ quyết tâm chiến lược đánh đuổi hoàn toàn quân thù, thống nhất đất nước. Mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định chọn Tây Nguyên là hướng tấn công chủ yếu, đánh Buôn Ma Thuột là trận mở đầu, then chốt. Đó là một trận quyết định đúng đắn, sáng suốt. Và để thực hiện sự quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định tăng cường cho Tây Nguyên một số lượng lớn về lực lượng, vũ khí, trang bị. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên đã tiến hành công tác chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo. Các đơn vị được lệnh tuyệt đối giữ bí mật, không để địch phát hiện ý định chiến dịch và lực lượng ta trên hướng tác chiến chủ yếu là Buôn Ma Thuột. Tích cực hoạt động nghi binh làm lạc hướng chú ý của địch ở Trị Thiên và Bắc Tây Nguyên. Ngày 4 tháng 3 năm 1975, ta bắt đầu hoạt động cắt đường số 19, đánh một số mục tiêu ở Pleiku để nghi binh, tạo thế chiến dịch. Sau khi đã hoàn thành việc bày binh bố trận, ngày 10 tháng 3 năm 1975, ta nổ súng tấn công, đánh đòn điểm huyệt Buôn Ma Thuột bằng cuộc tấn công hiệp đồng binh chủng của các đơn vị. Ta nhanh chóng tiêu diệt sở chỉ huy sư đoàn 23 và sở chỉ huy tiểu đoàn khu Đắk Lắk của quân ngụy Sài Gòn, chiếm tất cả các vị trí trong thị xã, tiêu diệt và bắt làm tù binh toàn bộ quân địch. Tiếp đó, ta nhanh chóng đập tan cuộc phản kích của quân đoàn 2 địch, hòng tái chiếm Buôn Ma Thuột. Diệt trung đoàn 44 và trung đoàn 45 thuộc sư đoàn 23, đòn điểm huyệt và đánh bại cuộc phản kích của sư đoàn 23, khiến địch càng hoảng loạn, đẩy chúng từ sai lầm về chiến dịch tới sai lầm lớn về chiến lược. Rút bỏ Tây Nguyên theo đường số 7 về đồng bằng. Cuộc truy kích của quân và dân ta trên đường số 7 đã tiêu diệt và làm tàn rã một tập đoàn phòng ngự lớn của địch, giải phóng một địa bàn chiến lược rộng lớn. Đến ngày 3 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi. Với thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực địch, giải phóng địa bàn có ý nghĩa chiến lược, làm rung động toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch ở phía Bắc, phá vỡ và cắt đôi thế bố trí chiến lược của địch, làm cho quân địch phải co cụm và bị động đối phó trên các chiến trường, mở ra thời cơ của cuộc tổng tiến công chiến lược. Chiến thắng Tây Nguyên đã đẩy đối phương vào thế bị động, lung túng, tác động đến tinh thần binh sĩ địch trên khắp chiến trường, cổ vũ, động viên mạnh mẽ tinh thần và khí thế tiến công của quân và dân ta ở tiền tuyến và hậu phương, củng cố quyết tâm chiến đấu và lòng tin của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vào thắng lợi cuối cùng. Điểm nổi bật của chiến dịch Tây Nguyên chính là chiến thuật nghi binh đã được quân ta nâng lên tầm nghệ thuật. Hoạt động nghi binh ở chiến dịch Tây Nguyên được xem là nghệ thuật đặc sắc trong kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bởi trong chiến dịch này, ta đã khiến địch nghĩ mục tiêu của chiến dịch là Pleiku ở Bắc Tây Nguyên, nhưng mà thực chất mục tiêu thật của chúng ta lại là Buôn Ma Thuột ở Nam Tây Nguyên. Trong chiến dịch, rất nhiều hoạt động nghi binh đã được thực hiện để giữ bí mật cho quá trình điều binh từ Bắc về Nam Tây Nguyên. Các đài trạm và nhân viên điện đài của sư đoàn bộ binh 10, 320 vẫn liên tục lên sóng như thể là quân ta vẫn ở nguyên vị trí cũ. Điều này khiến địch yên tâm, không một chút nghi ngờ. Để tăng thêm sức thuyết phục cho màn diễn xuất của mình, Bộ Tư lệnh còn cho thực hiện các hành động quân sự như mở đường, tập kích hỏa lực, chủ động tiến công, nhưng tất cả đều là diễn mà thôi. Có riêng một sư đoàn bộ binh lo liệu nhiệm vụ này, đó là sư đoàn 968, sư đoàn lính kiêm diễn viên. Nhiệm vụ của các diễn viên là làm một hô 10, cố gắng tung hỏa mù khiến địch rối loạn tiền đình, càng rối càng tốt. Cùng các đòn tấn công của bộ binh, quân ta cho cả pháo binh tập trung hỏa lực bắn phá tùm lum, biểu dương lực lượng, cho công binh làm đường cơ động, phát động quần chúng nhân dân đấu tranh, tải gạo tiếp tế bộ đội. Mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách không thể thật hơn. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy quân giải phóng sẽ tiến công về phía Bắc Tây Nguyên, nhưng mà thực chất các sư đoàn chủ lực đang nhanh chóng âm thầm tiến về phía Nam Tây Nguyên với một lực lượng xe tăng hùng hậu. Trong quá trình tiến hành nghi binh, Bộ Tư lệnh đã rất kín kẽ điều một đại đội xe tăng tham gia hoạt động lần này. Lý do xe tăng cũng phải vào cuộc là bởi vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng đã bổ sung rất nhiều xe tăng lên chiến trường Tây Nguyên để nghênh chiến quân giải phóng. Địch đã dùng tăng thì ta cũng dùng tăng, sao có thể lép vế được. Từ Tây Nguyên, các đơn vị xe tăng Việt Nam tiến xuống địa bàn khu 5, vùng miền Đông Nam Bộ. Trong khi đó, một số đơn vị ở lại Tây Nguyên để hình thành nên một binh đoàn xe tăng, đó là trung đoàn 273. Trong mắt quân Việt Nam Cộng Hòa, ở đâu có cộng sản, ở đó có xe tăng. Nên là nếu phía Bắc Tây Nguyên mà không có xe tăng thì quả là điều không hợp lý. Do đó, từ đầu năm 1975,
trong khi đại bộ phận trung đoàn xe tăng 273 bí mật cơ động xuống phía Nam Tây Nguyên, thì vẫn phải có một bộ phận ở lại để hoàn thành vai diễn. Nhiệm vụ này được giao cho đại đội 2 của tiểu đoàn xe tăng 1 do đại đội trưởng Nguyễn Xuân Cử và Vũ Ngọc Bình chỉ huy. Thời điểm đó, đây là đơn vị xe tăng mạnh nhất tại Bắc Kon Tum vì các chiến sĩ đã từng kinh qua rất nhiều trận đánh lớn nhỏ, kinh nghiệm thì đầy mình. Thế nhưng xe pháo của đại đội 2 lại thuộc dạng ở cùi bắp. Xe tăng đã được dùng từ chiến dịch Nam Lào năm 1971 nên là đã cũ nát. Mỗi lần khởi động là tiếng cứ phành phạch như là công nông lên dốc, khói nhà thì đen xì cả một góc trời. Nhiều xe hư hỏng nặng, thương tật 80% như xe tăng 712 bị cụt nòng pháo. Xe tăng 325 thì bị cháy nên là toàn bộ thiết bị điện tử không sử dụng được mà cũng không có bình điện để thay. Tuy nhiên, cái khó lại ló cái khôn, xe tăng hỏng cũng không làm khó được bộ đội ta. Căn cứ vào tình hình lúc đó, đại đội đã xây dựng một kế hoạch nghi binh vô cùng hợp lý. Đó là cho kẻ địch thấy sự hiện diện của xe tăng và những hoạt động mạnh mẽ của những cỗ sắt thép này tại địa bàn Bắc Tây Nguyên. Từ tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 1975, đại đội xe tăng 2 đã liên tục tổ chức các hoạt động nghi binh của mình. Nào là bật đèn pha sáng trưng, lượn đi lượn lại trong đêm tối. Nào là chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng đồng loạt nổ máy, rú gà thật to, vang cả núi rừng. Mọi hoạt động đều nhằm mục đích là cho người ta thấy nhà mình có xe tăng. Trong điều kiện của đại đội, để có đủ số xe tăng hoạt động và làm nhiệm vụ là điều không hề dễ dàng. Các cán bộ chiến sĩ phải tranh thủ thời gian bảo dưỡng, sửa chữa luân phiên các xe thì mới đủ xe để hoạt động. Chỉ một đại đội xe tăng hỏng nhưng đã khiến địch tưởng là có cả một trung đoàn tăng khủng khiếp đang ầm ầm tiến sát Bắc Tây Nguyên. Vậy là ý đồ của ta đã thành công. Tất cả hoạt động nghi binh của ta đã khiến đối phương bị đánh lạc hướng hoàn toàn. Chúng có nằm mơ thì cũng không thể nghĩ được là chúng đã bị lừa bởi những cỗ xe tăng hỏng. Chính vì thế địch tập trung lực lượng ở phía Bắc Tây Nguyên mà không thèm đái hoài tới phía Nam. Trong đó có Ban Mê Thuột, địa điểm quân ta đang hướng đến. Những chiếc xe tăng của trung đoàn 273 hùng dũng xuất hiện như những vị thần cùng bộ binh, đánh vào thị xã Ban Mê Thuột, khiến đối phương bất ngờ, trở tay không kịp. Toàn bộ hàng phòng ngự của địch đã bị quân ta loại bỏ trong phút mốt. Về phía đại đội xe tăng 2, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghi binh, đã khẩn trương củng cố xe pháo, tiếp tục hành quân về phía Nam để kịp tham gia trận đánh cuối cùng, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Vậy là anh em đã hiểu tại sao chiến thuật nghi binh của Việt Nam ta lại được xếp vào hàng nghệ thuật quân sự. Chỉ với vài chiếc xe tăng thường tật mà có thể đánh lạc hướng hoàn toàn phe địch, giúp quân ta thuận lợi thực hiện kế hoạch mà không gặp bất cứ sự nghi ngờ nào. Chắc hẳn là địch cũng sẽ cay lắm khi mà phát hiện là bấy lâu nay mình e dè, lo sợ những cỗ máy đã không còn nhiều khả năng chiến đấu. Tuy nhiên bên cạnh xe tăng thì khối óc của các nhà cầm quân và kinh nghiệm dày dặn của các chiến sĩ cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, khiến cho vở kịch diễn ra trơn tru, không mắc một lỗi nào. Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.